về sức vị, sức ngủ. Cố lên chị ơi, cố lên. Còn bên nữa đó, bữa nay tới hai bên, bữa nay khuyến mãi thêm bên nữa nha. À, bây giờ là test nhanh lấy hai bên luôn á, thích hành là để cho kết quả chính xác luôn á. Cố lên chị ơi, cố lên. Lần này là nhân viên y tế sẽ lấy hai bên luôn, test nhanh là hai bên để cho kết quả chính xác hơn, không cần phải test PCR rồi. Đây là những bệnh nhân vô trong khu cách ly là một tuần lễ đúng không ạ? Đây là những người mới vừa lấy test nhanh xong. Chú này 70 tuổi nè. À, chú này 70 tuổi. Chị này 55 tuổi. Chị này 50 rồi. Đồ đạc đi 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 cách ly mà giống như là đi du lịch nè. Đồ đạc đi giống như du lịch nha mọi người. Đó. Rồi, sáng qua ly rồi, rồi quá chừng đồ đất này. Đây rồi. Chị đây đang hồi hộp nè. À, chị đây mới xong. Chị đây mới xong. À, đây chị đây đang hồi hộp. Con nói gì ơi, sao lộn. Em tin chị thành công. À. Lần đầu tiên vô thì test có một bên thôi, nhưng mà bây giờ thì test hai bên để chính xác hơn rồi đó mà cho đi về. Bây giờ là nhân viên y tế nói là test hai bên, test kháng nguyên, test nhanh nó sẽ chính xác giống như PCR vậy đó. Lấy chậm chậm để có dịch tễ nhiều. À, bây giờ là cả phòng đó đang đang chờ kết quả của nhân viên y tế báo thôi. Hy vọng là ai cũng sẽ được về trong chiều nay nè.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.